Hương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Nóng, Thủ tướng bổ nhiệm em trai đệ ruột làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quan lộ vụt tốc, được ó bé từ đầu đến trần, giật mình hai quý tử nhà bà X vẫn bất động. Thưa quý vị, một thông tin được đặc biệt chú ý trong Hội nghị Trung ương 8 vừa qua là sự bổ nhiệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với em trai ruột là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 1179 của Thủ tướng điều động bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ. Được biết, ông Trần Hồng Thái là em ruột của ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Thái, 49 tuổi, quê tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Thái tốt nghiệp đại học tại Liên bang Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học trái đất và toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg, Liên bang Đức. Trước đây, ông Thái từng là nghiên cứu viên ở Viện Khí tượng Thủy văn rồi trở thành lãnh đạo viện này. Sau đó, ông Thái được điều chuyển qua làm Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia được chuyển đổi thành Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông Thái giữ chức Phó Tổng cục trưởng. Đến tháng 4 năm 2018, ông Thái được phân công phụ trách Tổng cục và đến tháng 3 năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Vào năm 2019, khi còn làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã bố trí ông Trần Hồng Thái, em của mình, về làm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Giờ đây, sau khi được lên làm Phó Thủ tướng, ông Trần Hồng Hà lại vận động được em trai thuyên chuyển sang Bộ Khoa học và Công nghệ, để rồi hôm nay mới bước sang một trang mới khi lên chức Thứ trưởng. Trong kỳ hội nghị Trung ương lần thứ 8 vừa qua, các phe cánh tranh nhau đưa người của mình vào diện cơ cấu nhân sự cho Đại hội 14 sẽ diễn ra sau hơn 2 năm nữa. Trong số những nhân vật được bầu cử lần này, người ta chú ý đến ông Vũ Hồng Văn, Thiếu tướng Công an và là em rể của tướng Tô Lâm vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và ông Trần Hồng Thái, em trai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cũng lên chức Thứ trưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hai nhân vật này là hai nhân vật dự trù của Trung ương Đảng khóa 14 sắp tới. Sau hơn 2 năm tranh đấu, hiện nay số ủy viên Trung ương Đảng bị rụng đi khá nhiều. Bắt đầu từ hội nghị Trung ương lần thứ 8 là thời điểm để một số thế lực chạy trọt vào Trung ương và vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ở hội nghị lần này, hai con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Minh Chiết vẫn chưa có tiến triển gì so với vị trí hiện tại. Chiếc ghế do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành để lại, Bộ trưởng Nguyễn Thành Nghị có rất nhiều cơ hội, tuy nhiên có quá nhiều thế lực giằng co nên hiện tại vẫn bỏ trống. Được biết, Bộ trưởng Nguyễn Thành Nghị đã vào Ủy viên Trung ương Đảng 3 nhiệm kỳ rồi nhưng vẫn chưa vào được Bộ Chính trị. Nửa nhiệm kỳ đầu, Nguyễn Thành Nghị gây được tiếng vang, được đánh giá là một bộ trưởng năng động. Tuy nhiên, bước sang nửa nhiệm kỳ thứ hai, Bộ trưởng Nghị đã có dấu hiệu lùi dần, những chính sách móng triển khai đang gặp khó khăn rất lớn, còn Nguyễn Minh Chiết cũng chưa thấy động tĩnh gì. Hiện nay, Nguyễn Minh Chiết dường như đang tạo hình ảnh ở Trung ương Đoàn. Với độ tuổi như vậy, năm 2006, Nguyễn Thành Nghị cũng vào được Trung ương Đảng với tư cách là ủy viên dự khuyết. Nhưng mong muốn vào được ủy viên dự khuyết thì Nguyễn Minh Chiết cần phải ngồi được chiếc ghế ủy viên thường trực Trung ương Đoàn. Cơ hội này đã đến vào tháng 9 năm ngoái khi Bùi Quang Huy được đôn lên làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Chiết đã không thắng nổi Nguyễn Ngọc Lương và vì thế cũng để vượt mất cơ hội vào Trung ương Đảng. Hội nghị Trung ương 8 chỉ là lúc xuất hiện của những người được đề cử sớm nhất mà thôi. Còn đến 5 hội nghị nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quy hoạch nhân sự sớm để có thời gian tìm kiếm được người phù hợp, đủ đức, đủ tài. Như vậy, bên cạnh việc bổ nhiệm em trai của Phó Thủ tướng là Trần Hồng Thái, thì Thủ tướng cùng lúc cũng bổ nhiệm thêm hai thứ trưởng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hằng là một người con của thủ đô và sinh năm 1976. Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng bắt đầu sự nghiệp ngoại giao năm 2000 và trải qua nhiều vị trí công tác gắn với quá trình hội nhập quốc tế, công tác ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước. Được biết, trước khi làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Hằng từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam và thạc sĩ quan hệ quốc tế tại Anh. Bà bắt đầu sự nghiệp ngoại giao từ năm 2000 và đã trải qua nhiều vị trí công tác gắn với quá trình hội nhập quốc tế, công tác ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước. Bà Hằng từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương, Bộ Ngoại giao, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Phó Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương, Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Bộ Ngoại giao. Bà Nguyễn Minh Hằng hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Lý do thật sự khiến ông Đam thôi chức Phó Thủ tướng không hề đơn giản, hé lộ bằng chứng ông Vũ Đức Đam sai phạm bị đảng trừng phạt. Thưa quý vị, mỗi khi nhắc lại về cuộc chiến với cơn cuồng phong đại dịch COVID-19, ngoài những chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, thì không thể không kể đến dấu ấn của người đứng đầu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đó chính là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Những hành động chỉ đạo cụ thể, chính xác và khẩn trương của ông đã làm thay đổi cục diện hoàn toàn đất nước ta, nhanh chóng dập tắt được cơn đại dịch.
Có lẽ nhân dân sẽ khó có thể nào quên được hình ảnh vị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đích thân vào tận trong vùng trọng tâm dịch đỏ, báo động để chỉ đạo ứng phó, hay chính ông cũng là người đứng ra trực tiếp thử vaccine để kiểm tra đảm bảo sự an toàn của thuốc trước khi đưa ra cho người dân. Cứ ngỡ rằng một vị lãnh đạo ưu tú và xuất sắc như thế sẽ còn tiến xa hơn nữa trong bộ máy chính trị. Thế nhưng, bất ngờ thay, ông lại xin từ chức Phó Thủ tướng và Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm dựa trên tinh thần tự nguyện. Nhân dân ta vẫn chưa hết ngạc nhiên vì lý do từ chức đó của ông, thì đến nay lại bất ngờ có hé lộ về bằng chứng tố cáo ông Vũ Đức Đam sai phạm. Vậy thực hư về việc đó như thế nào? Tại cuộc họp báo chính phủ ngày 2 tháng 12 năm 2019, sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chuyển công tác, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Như vậy là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ việc liên quan đến lãnh đạo, tổ chức hoạt động cũng như tất cả các hoạt động của Bộ Y tế. Có thể nói rằng ông Vũ Đức Đam là người chỉ đạo chính tất cả các hoạt động của Bộ Y tế nói chung. Thế nhưng những rò rỉ đã tạo thành những lỗ hổng cực lớn trong ngành này và là bằng chứng khiến cho chiếc ghế Phó Thủ tướng Chính phủ của ông Vũ Đức Đam bị ảnh hưởng rất nhiều, mặc dù cống hiến và đóng góp của ông Đam không hề nhỏ. Điển hình là vụ khởi tố cán bộ liên quan đến sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, liên quan đến vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 12 người. Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố 2 cán bộ công tác tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk do liên quan đến những sai phạm trong quá trình đấu thầu thuốc gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Hai người bị khởi tố là ông Nguyễn Hữu Thông, nguyên trưởng phòng tổ chức và bà Cao Thị Minh, phó trưởng phòng tài chính kiêm kế toán sở trưởng Sở Y tế Đắk Lắk. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Cao Thị Minh tại Sở Y tế Đắk Lắk. Trước đó vào khoảng tháng 4 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố đối với 10 người công tác trong ngành y tế tỉnh này do sai phạm trong quá trình đấu thầu thuốc. Như vậy, liên quan đến vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 12 người. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuộc gói thầu thuốc có tên là Zarix, năm 2014 đến 2015, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kết quả đấu thầu đối với 7 mặt hàng theo tiêu chuẩn là không đúng quy định. Tại thông tư số 37/2013 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 2 tỷ đồng, vụ án này được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk điều tra làm rõ, đình chỉ chức vụ phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có liên quan đến sai phạm trong vụ án tham ô hơn 5 tỷ đồng. Tại Bệnh viện Phan Thiết ngày 24 tháng 11 năm 2020, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết vừa ký quyết định tạm đình chỉ đối với chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Đối với ông Nguyễn Quang Thời, tạm đình chỉ chức vụ có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11 cho đến khi có quyết định mới của Sở Y tế. Ông Thời là người có sai phạm liên quan trong vụ án tham ô tài sản tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết. Theo hồ sơ, từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 6 năm 2018, lợi dụng là trưởng phòng kế hoạch tài chính Bệnh viện Phan Thiết và sự buông lỏng quản lý của Bệnh viện Phan Thiết, sau này là Trung tâm Y tế Nguyễn Duy Hiển, đã lập bảng lương và các khoản phụ cấp của đơn vị để kê khống chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Tổng số tiền Hiển chiếm đoạt là 5,4 tỷ đồng. Thời điểm đó, ông Nguyễn Quang Thời, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2017, hiện là phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ông Thời là người đã trực tiếp ký 3 bộ chứng từ thanh toán tiền lương và 1 bộ chứng từ thanh toán tiền ốm đau thai sản để Hiển chiếm đoạt gần 300 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hiển khai thực hiện hành vi trên là do có chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện thành phố Phan Thiết để lấy tiền chi cho các khoản không có hóa đơn chứng từ của đơn vị. Số tiền nâng khống lương và chế độ ốm thai sản, Hiển đã sử dụng một phần để chi tiếp khách, chi bỏ phòng bì cho các đoàn thanh tra, chi tặng quà. Được biết, Hiển bị khởi tố bắt giam vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 khi đã chuyển lên Sở Y tế Bình Thuận công tác. Quá trình điều tra, gia đình Hiển đã nộp lại hơn 380 triệu đồng để khắc phục liên quan đến vụ án. Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết cũng tự nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại cơ quan này, cụ thể, ông Ngô Giang Vũ, phó giám đốc nộp lại 1,8 tỷ đồng, bà Trần Thị Thu Thảo, kế toán trưởng nộp lại 1,35 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trung Hà nộp lại 1 tỷ đồng, ông Nguyễn Quang Thời, phó giám đốc Bệnh viện tỉnh Bình Thuận, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết nộp lại 900 triệu đồng.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Bình Thuận, toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản tạm gửi của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Trao đổi thêm với báo chí, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng các nội dung đã được lãnh đạo Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời đầy đủ theo chủ trương chung của Đảng, thể chế nhà nước. Công tác cán bộ là việc hệ trọng nhưng thường xuyên có lên có xuống, có vào có ra theo quy định. Trung ương, Bộ Chính trị đã nói nhiều về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị. Nếu có vấn đề về sức khỏe, uy tín bị giảm sút thì xin thôi. Và xin thôi thì cấp có thẩm quyền sẽ cho miễn nhiệm vụ được giao. Nếu nói là từ chức thì theo quy định từ chức là thôi giữ chức vụ khi hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết nhiệm kỳ bổ nhiệm. Giữa hai nội hàm này, cần xem xét, nghiên cứu có những điểm tương đồng. Ở đây, nghị quyết của Quốc hội là miễn nhiệm như đồng chí Nguyễn Tuấn Anh vừa nêu. Ông Bùi Văn Cường nói thêm. Tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất vụ Vạn Thịnh Phát lãnh án chung thân, cựu cục trưởng nói tặng quà là lẽ bình thường của cuộc đời. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ số tiền 5,2 triệu USD là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng tới đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trước đó, cựu cục trưởng cho rằng Văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ bình thường của cuộc đời, chẳng hạn như việc Văn tặng bị cáo hồ lô thì bị cáo tặng lại Văn Phật thủ. Tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Về nhóm các bị cáo của cơ quan nhà nước trong đoàn thanh tra tại SCB, hội đồng xét xử tuyên tù chung thân bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước về tội nhận hối lộ. Đối với số tiền 5,2 triệu USD mà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ và các khoản tiền mà 16 bị cáo trong đoàn thanh tra, theo hội đồng xét xử phải thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Hội đồng xét xử cho rằng, việc bị cáo Nhàn nhận tiền diễn ra trong thời gian dài, bị cáo Nhàn nhận số tiền đặc biệt lớn, đây là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sau khi nhận tiền, bị cáo Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này. Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn chưa thành thật thừa nhận hành vi phạm tội nên cần phải có mức án nghiêm khắc nhất, nhưng xét bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt. Vietnamnet trích lời hội đồng xét xử nhận định, tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nêu lý do nhận 5,2 triệu USD nhằm bảo vệ gia đình vì thấy nhiều bị can trong vụ án đã qua đời bí ẩn. Song hội đồng xét xử thấy lời trình bày của bị cáo Đỗ Thị Nhàn không có căn cứ. Hội đồng xét xử lý giải, quá trình nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn thực hiện trong thời gian dài, nếu không muốn nhận thì bị cáo Đỗ Thị Nhàn có thể không nhận tiền. Hơn nữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn còn cho mật khẩu nhà để bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền vào nhà, còn một số người đã chết trong quá trình điều tra là chết sau khi vụ án khởi tố năm 2022, sau thời gian bị cáo nhận tiền rất lâu nên không có căn cứ chấp nhận lời trình bày của bị cáo, báo Thanh Niên đưa tin. Cựu cục trưởng nói tặng quà là lẽ bình thường của cuộc đời. Với vai trò trách nhiệm được giao là trưởng đoàn thanh tra, nhưng bị can Nhàn không báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án. Phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu. Kết quả điều tra xác định, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bào chè, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB. Hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật thanh tra của bị can Đỗ Thị Nhàn để giúp đỡ Trương Mỹ Lan tạo điều kiện cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm. Về việc nhận tiền từ SCB, cựu cục trưởng khai trong thời gian thanh tra tại Ngân hàng SCB, Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc và Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn. Tổng số tiền đã nhận là 5,2 triệu USD. Trong phần bào chữa bổ sung của bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại tòa, bị cáo cho biết mình và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, quen biết nhau từ năm 2009. Thời điểm đó, Văn đang làm tại một tập đoàn lớn tại Việt Nam và có hỗ trợ cho cán bộ cơ quan bị cáo. Bị cáo Văn khai chơi với con bị cáo là sai, vì từ năm 2009, con bị cáo đang là sinh viên năm nhất thì làm sao chơi với Văn đang làm trong tập đoàn lớn. VTC trích lời cựu cục trưởng cho rằng Văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ bình thường của cuộc đời, chẳng hạn như việc Văn tặng bị cáo hổ lô thì bị cáo tặng lại Văn Phật thủ. Tuy nhiên, báo dẫn thông tin từ kết luận điều tra có đề cập tới người đã tố giác hành vi của bà Nhàn, đó là Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị can Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà Nhàn trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án.
Trước đó khai tại tòa, bà Đỗ Thị Nhàn nói xấu hổ khi nhận 5,2 triệu USD. Bà Nhàn cũng khai nhận USD xong thì mang về quê cất giấu. Luật sư hỏi bà Đỗ Thị Nhàn rằng trong nhận thức khi trao đổi với luật sư, bà ăn năn thành khẩn có đúng không? Bà Nhàn trả lời luật sư là đúng như thế. Luật sư hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn rằng khi nhận 5,2 triệu USD từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, sao bị cáo chưa sử dụng, cất ở đâu? Bị cáo Đỗ Thị Nhàn trả lời rằng khi nói đến việc nhận tiền của anh Văn, tôi rất xấu hổ. Tôi nhận tiền của anh Văn, tôi có mang về quê gửi. Tôi chưa sử dụng đồng nào, tôi thấy xấu hổ, rất mong hội đồng xét xử tạo điều kiện cho tôi khắc phục hậu quả vụ án. Việc đưa nhận 5,2 triệu USD cho bà Nhàn khiến bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về tội đưa hối lộ. Bên cạnh hai tội khác, bà Đỗ Thị Nhàn bị xét xử về tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nóng, cha con Dr. Thanh sắp đứng trước vành móng ngựa. Chuyện con ruồi cú lạy ngàn tỷ và nhân quả báo ứng. Bà Trần Uyên Phương quay lưng khi nữ đại gia bất động sản quỳ lạy. Cuộc gặp giữa bà Trần Uyên Phương, con gái ông Trần Quý Thanh và nữ đại gia bất động sản Kim Anh bất thành, dù bố anh đã quy lại xin chuộc lại tài sản. Đây là cuộc gặp cuối cùng trước khi bà Kim Anh gửi đơn tố cáo cha con ông Thành. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan ông Trần Quý Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Quy lại xin chuộc lại hai dự án bất động sản. Trước ngày tòa xét xử, kết quả điều tra truy tố của cơ quan chức năng hé lộ những tình tiết gay cấn liên quan giao dịch giá ngàn tỷ giữa cha con ông Trần Quý Thanh và nữ đại gia bất động sản Đặng Thị Kim Anh, chủ tịch công ty địa ốc Kim Anh. Trong cuộc gặp cuối cùng trước khi gửi đơn tố giác tới cơ quan công an, bà Đặng Thị Kim Anh dẫn theo các con tới trụ sở công ty Tân Hiệp Phát để gặp bà Trần Uyên Phương. Cuộc gặp diễn ra cuối tháng 10 năm 2020. Sau khoảng 20 phút trao đổi về hai dự án bất động sản Minh Thành và Nhân Thành Đồng Nai và việc giao dịch tiền, khi bà Uyên Phương đứng lên chuẩn bị rời đi, bà Kim Anh bất ngờ quỳ xuống nền nhà. Chị quỳ, chị lại em, chị đau khổ. Bà Kim Anh vừa quỳ, chắp tay vái và vừa khóc trước bà Uyên Phương. Tuy nhiên, bà Uyên Phương vẫn nói em không xử lý được đâu chị và bỏ ra khỏi phòng họp. Theo kết luận điều tra, sau cuộc gặp xin chuộc lại hai dự án bất động sản nhưng bị từ chối, bà Kim Anh có đơn tố cáo ông Trần Quý Thanh và hai con gái lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vay tiền lãi suất cao bị mất luôn đất. Các giao dịch vay mượn tiền giữa bà Đặng Thị Kim Anh và cha con ông Trần Quý Thanh diễn ra từ năm 2019 đến năm 2020. Bảo Anh vay 500 tỷ đồng từ phía ông Trần Quý Thanh. Các bên giao dịch thông qua việc phía Bảo Anh ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần công ty Minh Thành và thỏa thuận hứa chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án Nhân Thành cho phía ông Thành. Mỗi công ty này là chủ đầu tư một dự án bất động sản có địa điểm ở tỉnh Đồng Nai. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, ông Thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho vay tiền với lãi suất 3% một tháng, nhưng yêu cầu các chủ tài sản dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận cam kết bán lại, bên cho vay đã đưa ra các lý do để không trả lại tài sản cho chủ tài sản. Theo cáo trạng, có 4 bị hại vay tiền của ông Trần Quý Thanh, sau đó bị chiếm đoạt tài sản gồm ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung và bà Đặng Thị Kim Anh. Tổng giá trị bị chiếm đoạt của 4 bị hại lên tới hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, bà Đặng Thị Kim Anh bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất lên tới hơn 880 tỷ đồng. Kết quả định giá xác định giá trị chiếm đoạt tại dự án bất động sản Minh Thành là hơn 427 tỷ đồng, giá trị chiếm đoạt tại dự án Nhân Thành là hơn 453 tỷ đồng. Trước khi ông Trần Quý Thanh cùng hai người con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị bắt vào ngày 10 tháng 4 năm 2023, cái tên Tân Hiệp Phát cũng từng không ít lần làm thị trường chao đảo vì những thông tin tiêu cực. Con ruồi 500 triệu và bản án 2.000 tỷ đồng. Tân Hiệp Phát dính không ít bê bối liên quan đến chất lượng sản phẩm nước đóng chai. Doanh nghiệp của gia đình ông Trần Quý Thanh cũng từng phải trả giá đắt. Ngày 3 tháng 12 năm 2014, khi bán hàng cho khách, chủ quán cơm
Võ Văn Minh Tiền Giang phát hiện có con rùa trong chai nước Number One chưa mở nắp. Ông Minh giữ lại chai nước rồi gọi điện cho Tân Hiệp Phát, yêu cầu cử đại diện gặp ông để thương lượng. Trong lần gặp đầu tiên, ông Minh đề nghị phía công ty phải đưa cho ông 1 tỷ đồng, nếu không sẽ tung tin ra ngoài. Sau 3 lần thương lượng có lập biên bản, hai bên đồng ý mức giá 500 triệu đồng. Đến tháng 1 năm 2015, trong lúc nhân viên Tân Hiệp Phát giao 500 triệu đồng, ông Minh đưa chai nước thì bị công an bắt quả tang. Cuối năm đó, Tòa Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên mức án 7 năm tù giam đối với ông Võ Văn Minh vì tội cưỡng đoạt tài sản. Mặc dù với tâm thế người bị hại, nhưng chính Tân Hiệp Phát lại rơi vào một cuộc khủng hoảng truyền thông sau đó. Không ít người cho rằng doanh nghiệp đã bẫy người tiêu dùng và kêu gọi tẩy chay sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Sau gần một năm liên quan đến vụ việc, doanh nghiệp công bố số lượng thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng. Thực tế, vụ con rùa 500 triệu đồng là tiêu biểu cho những ứng xử thiếu tinh tế của Tân Hiệp Phát, đồng thời đặt ra một loạt nghi vấn về chất lượng các sản phẩm nước đóng chai của doanh nghiệp. Khẩn cấp, nắng nóng quay lại khắp cả nước, Nam Bộ có nơi gần 40 độ C, cả thế giới điên cuồng tìm cách ứng phó, Thái Lan xây luôn hệ thống nước sạch cứu dân. Thưa quý vị, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, Nam Bộ những ngày qua có nắng nóng gay gắt kéo dài, đặc biệt vào thời điểm từ 12 đến 16 giờ mỗi ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mức nhiệt cao nhất thường được ghi nhận vào khoảng 13 đến 14 giờ, đặc biệt ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày là 38 độ C. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất từ đầu năm đến nay, liên tục duy trì 3 đến 4 ngày qua. Nắng gay gắt oi bức cộng với tác động từ khí thải các phương tiện giao thông, bê tông, hơi nóng máy lạnh khiến khu vực đông dân, đông xe cộ càng thêm hầm hập khó chịu. Theo số liệu, 8 giờ sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh 31 độ C, nắng lên sớm. Càng về trưa, hơi nóng từ mặt đường phả lên cộng thêm lượng phương tiện lưu thông khiến những người ra đường phải trùm kín mít. Tại Biên Hòa, Đồng Nai, hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất 39,2 độ C, Châu Đốc, An Giang 36,8 độ C. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả khu vực Nam Bộ trời nắng, ít mây không mưa. Chính điều kiện ít mây làm người dân cảm thấy nắng nóng hầm hập từ sáng sớm. Theo đơn vị dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, Nam Bộ hôm nay duy trì từ ít mây đến quang mây. Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Miền Tây có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam Bộ từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, miền Tây cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Nắng nóng còn kéo dài. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho hay, từ 48 đến 72 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông. Dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, Nam Bộ từ 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, cường độ nắng nóng gia tăng trở lại. Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nắng nóng đặc biệt gay gắt, miền Tây nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong hội nghị tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2023 vừa tổ chức, đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin, trong giai đoạn này rất ít khả năng có mưa, gió nhẹ, lượng nước bốc hơi cao. Nắng liên tục khiến sông, hồ, kênh rạch bốc hơi mạnh, dẫn đến khô hạn tiếp diễn trên hầu hết khắp Nam Bộ. Mùa mưa năm nay bắt đầu muộn vào nửa cuối tháng 5 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 11. Người dân cần lưu ý, nửa đầu tháng 5 là thời kỳ chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, nên có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa lớn, đặc biệt là sét đánh. Được biết không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều nước tại Đông Nam Á cũng đang chịu cơn nắng nóng oi bức này. Cụ thể, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều quốc gia Đông Nam Á, với nhiều kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ ở Thái Lan, Malaysia hay Philippines. Đông Nam Á là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, và các chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng khả năng cao sẽ kéo dài.